mình nghe rất nhiều người sẽ kiểu ra có độ phân khích nhất định ngay trước khi chúng ta tại vì chúng ta biết là tập này hai bé oh my god chui 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 thì nói chung là có độ một độ ha bé một độ một độ gọi là nâng lâng nhất định rồi. Phải chắc chắn nó xảy ra đây. Gì gọi là what tức là mình nghĩ thì không biết là mình sẽ phấn khích đến mức nào khi Gemini và Phốt hôn nhau. À đâu có tao có hôn nhau nhưng mà ý là kiểu mình cảm giác là chắc nó sẽ không thể nào mà đánh bại cái phản ứng ấy, cái reaction của mình khi mà mình xem My School President cảnh cuối cùng bọn nó hôn nhau đâu ấy, chắc không không đánh bại được cái cảnh đấy đâu, tại vì thực ra lúc nào cảnh lần đầu tiên chúng ta sẽ lúc nào cũng sẽ rất là dữ dội đúng không? Tuy nhiên thì mình cũng mong chờ đây cũng sẽ là một sự bùng nổ đúng không? Vượt cả sư phụ luôn. Đây là chính ra bên chính ra phải đảo chiều đấy. Mắt mì phải gọi Atom là sư phụ mới đúng. Tại vì Atom có người yêu rồi. Vui vui vui. Được về nhà với người yêu này. Lái xe với nhau về này. Ôm mà eo cậu ấy này. Ôi chúi, cậu ấy đút cho mình ăn này. Nắm tay nhau lao ra thế giới này. Có một điều nữa. Tại vì cậu mình nói cậu cũng không hiểu đâu. Mình đã vượt cấp cậu rồi đúng không? Đúng không các bạn? Mình thực sự đã là một phiên bản hoàn thiện hơn cưng rồi mất mỉ. Bây giờ Atom không cần phải coi không cần phải mất mỉ không còn là một tổ tư vấn hợp lý nữa rồi tại vì Atom nó vượt cấp rồi, nó đã có người yêu còn cưng đã có. Anh mất mỉ còn chưa có cơ. Nên là cậu bây giờ Atom mới phải là người mở lớp dạy học ấy và cậu phải là sang là người cầm giấy bút sang học được chưa? Bé sẽ mở dạy lớp vào khoảng 8 giờ tối mỗi thứ tư hàng tuần đó thì cậu nhớ và nhớ mang theo cả thẻ tín dụng để trả tiền học đó nhé. Thì nhìn chung là kiểu nói chung là chúng ta sẽ phải đến với giai đoạn tiếp theo. Bây giờ Atom có người yêu rồi đấy. Được rồi. Các bạn, Atom có người yêu rồi đấy. Thằng người yêu Atom là con Tháp đấy các bạn. Ôi trời ơi. Này chúng ta là người yêu rồi đấy. Đi lâu thằng hành trình. Ông là Nên là bôn chôn này là dán bôn chôn đúng không? Cậu ôi trời thề luôn mỗi tập quảng cáo một 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 brand nha xuất sắc luôn phim này thề sponsor dữ dội sơn tầm kẻ nhà ăn phải bài à mua nguyên liệu mẹ cái gì cũng được đấy lâu sẽ lục này kìa
cái này. Cái gì cũng được, mình nghĩ là cái gì cũng được, phải hiểu là ăn mì tôm mà, nhưng sợi mì tôm phải một đầu là từ miệng của Gemina, à con tháp đấy, rồi chúng ta sẽ cắn thân vào nhau. Đấy là món cái gì cũng được của nó đấy. Không khắp. Để bỏ vừa vừa thôi thôi. Ông lâu hơi mút đặt lắn rồi. Trong cái này, hỏi kiếm đoạn này. Rồi, mày muốn nói gì cũng được rồi không? Thực sự. Thì ra tao phong cách nóc nhà phết ấy. Nếu trôi. Bay này. Bé bay này. Con hấp anh chà. Với cái tưởng tượng của Atom thì lúc nào nó rất bay này. Bay. Đó nghĩ là mày lọt tại khi mình đang chụp à? Tại vì mày đứng. Mình ảnh cho nó đi khi chắc chụp là hình chính thế này. Ngay lập tà vào lấy kênh. Chân chết. Nhắm mắt cho anh ta. Chỉ vậy thôi. Hết rồi. Mở mắt ra đi cậu. Về với sân bóng đi. Oh, đừng ở thế giới thần tiên nữa. Chúc muốn là mình làm gì nữa. Đây ngoài tay ngoài cho cậu nhá. Ôi trời trời, là như thế nào chứ? Nhưng hiểu nhá. Như thế này là như thế nào? Đạp nắn lên. Đạp nắn lên. Bẹp nắn. À này á. Không có lại đâu. Giọng của cưng thế. Không có lại đâu. Nó không hiểu ý bé. Mày cô lại đâu à? Rồi tao đưa bài giải toán đạo gọi là gì đạo hàm ấy thì mẹ mày giỏi nhanh lắm. Ừ đây mình giải cho cậu ba cách nhá. Như này không hiểu gì chàng này. Không mày ủa cái gì vậy? Ui rồi. God. Chúng ta còn là bạn không cậu? Yeah. Mình nợ tiền cậu không giả hay gì vậy cậu? Hình như cậu cứ nhằm mặt mình cậu đánh. Úi dồi. À. มันผีเป็นคนตบเองเหรอสุดยอดเลยอ่ะต่อไปนี้เรียกมันผีเฉยไม่ได้แล้วต่อไปนี้ต้องเรียกเดฮะเดฮะแหมเป็นพวกเดฮะเนาะเดนเกิลสีเขียวนอนสบายแล้วมีเดฮะแบบนี้เป็นหมดสั้นเลยแน่màu người khổng lồ xanh luôn nha. Phản cái lắm để hăng. Đến nhiều rau khỏi khăn không cần. Có cơ bắp quá không thương. Đi kè đi tay lên nha. Không kè đi kè mỏ. Hao phục hùng thế nào. Đang thả giá thế nào. Nó khen cậu xanh sao đấy. Bỏ bức kè
แต่เหมือนเดิมครับมันคือการแปะป้ายมันกลายเป็นคนแรงควายมันจริงเลยเหรอเออดิผู้ชายอ่ะจะชอบเป็นผู้นำไม่อยากได้คนที่หน้าปกป้องแม่ป้าคนแรงควายอย่างเงี้ยไปปกป้องเขาGod Why? Khi là cậu phải thả vờ, khi là bóng đến mặt cậu, cậu phải kiểu cậu phải ra vờ đánh, đánh trượt đi. Lúc này ông mong đẹp, không cần lời. Rắm bóng. คืออ๋อคุณนึกออกแล้วอ่ะสิโอ้ยยิ่งใหญ่มากกูเพิ่งนึกออกได้ว่าแมวตามกดกูอ่ะมึงนึกออกช้าไปปะเนี่ยคือเมื่อเช้าอ่ะนอนที่กูกำลังทำป้ายกีฬาสีโจ้ไม่ง่ายเธอวะต้องบักเหรออะไรง่ายเธอเลยเอามือเช็ดให้แต่ว่าอยู่ดีๆเขาก็กดกูขึ้นมาจะเหมือนเงื้อแงะไหมซิงจะจูบเขาดิอยู่ได้ไงนี่เป็นซีนคลาสสิกมึงแหละมึงรู้ได้ไงที่ใกล้ๆกับคองท่ามหลงกิ้วอ่ะผมว่าคนที่เขาคบกันอ่ะเขาควรจะมีจูบแรกเมื่อไหร่วะนกต่าจะกี้ tình huống để cho bạn hiểu ấy ว่าเขาควรจะมีประมาณหมดปีนึงหรือว่าสองปีเพื่อนฟังกูนะจูบแรกไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่เลยแต่คือเพราะอะไรดันหมดอะไรนั่งพออะไรอ่ะคือคิดว่าชักนึกเหรอไหมมูนัมผมยังมูลันนะตอนนั้นน่ะมึงจะรู้คำตอบเองวันไหนเจอมื้อ nhất vào tháng 7 âm chúng ta sẽ gặp nhau và hôn nhau nhé không có ai mà mình ăn này chứ em không mẹ ơi một năm là nó học xong khóa tu ở trên chùa Trúc Lâm về rồi đấy, thực sự tu thành chính quả nơi vẫn chưa được hôn. Ui, the chance, cơ hội đây rồi. Let's go baby. Ui trời ơi, khi thấy một đĩa hoa quả. Trái cây xoài chôm chôm đã được bóc vỏ và gọt hết, cắt miếng ngon nhành. Nha trời chị, lấy cái xiên cả ba miếng xoài ăn đi. Ê trời ơi, bé nghĩ gì đấy? Không, nó đã biết về việc là anh Tom muốn hôn chủ tôi đóng cửa. Đấy, thật sự nó sợ một bầy chim cánh cụt sẽ lao vào và làm phiền nụ hôn đấy. Hay đâu chim chim gõ kiến chứ chim cánh cụt đâu biết bay nhỉ. Trời ơi, trời ơi. Atom dựng cảnh các bạn ạ. Dựng cảnh kiểu tạo nét ngủ kiểu hờ hững, môi hờ hững đấy. Trời ơi, yêu trong thằng này nè, mình đi kê tôi đi mới cháu thăm hát này, tạo cảnh với đi đấy đi sụt con lùn tùa thật thiền trời ơi. Trời ơi, baby tạo cảnh nha. Chỉ ra baby cũng hồ ly tinh phết. Oh my god, mình đã là một nàng công chúa ngủ rất sâu này. Hoàng tử đến hôn mình đi.
ด้วยđấy là chiến lược môi hở hứng đấy. Ôi trời, à tôi đã bỏ, trời ơi, oh my god. What? แต่ถ้าเราจูบตอนนี้อาตอมก็จะไม่รู้ว่าเราจูบตอนนี้ก็คงทำได้แค่con tham mà các bạn, con tham là nó rất học thuật, mọi thứ nó làm mà học không có học được đâu. Đúng con dần điếc này. Ui 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 ui. Em ơi môi vẻ dây vẻ xinh đẹp. Ôi trời ơi. Này chắc nó tưởng nó mà hôn thật đấy. Nó còn hôn. Nó làm này à? Đâu. Đây ok hả? Lớn không phải chúng ta ok à? Cưng nhở? Chụp hèn. Chụp hèn. Cưng bà. Cưng lên bà thì bà. Hỏi Han cậu có ok không? Chịu đấy. Mới kia lòng mới đi chụp này là baby 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 eo nhiều cái tạp hả eo 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 เราไม่ใช่วอมแมมนะแมมนายชอบแกล้งเราอยู่ได้เดี๋ยวก็แคมเปญไม่ใช่แล้วไม่ใช่จะแกล้งอะไรเลยนะแล้วทำไมไม่กินทำไมอ่ะChiến dịch môi hở hứng đã thất bại rồi. Thế là chủ này phải mất kiếm. Này ok hả? Có lâu bỏ này đúng không anh? Mới lương nhé. Mới lương bỏ cả tỷ. Tôi bỏ nó. Ai lại? Bỏ nó baby với bác trưởng. Không biết mày phải lương với bỏ cả tỷ à? Bỏ nó kiểu gọi là giáo dẫm nhau. Thực sự cưng vãi. Ồ, hồn hồn đấy. Ừ. Nhớ nhồi. Chú nghĩa mong em đu ngọt ngọt. Ôi dồi. Này, cảm ơn. Rủ về nhà nhá. Chơi với mom em hay là chơi với chủ của mom em đây? Này là mom em. Chị hay đâu hả? Hay cái này nè. Ok. Ok. Ôi trời ơi. Về nhà nhà. Con Tháp nhanh trí chưa chung đấy. Ẩn ý là chúng ta sẽ về nhà đấy. Cho con mèo sang hẳn một phòng khác nhá. Chúng ta sẽ có một phòng riêng. Trời ơi. God. Thực sự. Nói chung là con Tháp ấy. Thực sự là nó sẽ rất học thuật à. Nó kiểu phong cách học thuật đấy. Nó sẽ rất là kiểu dự tính. Ý là kiểu ý là thể luôn. Cái phong tức là mình thấy từ học thuật rất hợp với con Tham nhá, từ việc học giỏi đến việc cái sự khai thác trong tình yêu của nó, cái sự nghiên cứu ấy, của nó rất học thuật nhá. Là học thuật thì nó sẽ kiểu nghĩ đến một, nó sẽ tưởng tượng ra, tức là nó sẽ plan ở trong đầu là kiểu nha, mình sẽ chúng ta sẽ về trong phòng này rồi mình sẽ mở series My School President này, 12 tập cuối cùng này, cảnh cuối cùng này, cảnh tin gần ở trên giường này, rồi hai bé tin gần kiểu mút mỏ nhau nhai, trời ơi, xong rồi kiểu mình có nhớ cách đấy trò, ôi mà nó mút mỏ nhau xong rồi hai cái tóc của nó còn dính với nhau, xong rồi trời ơi, cả, xong căng thác kiểu
cậu có muốn giống như thế không? Đấy, kiểu oh my god, xong rồi cậu có sợ không? Đừng sợ, mình sẽ là người dẫn dắt nhá, kiểu thế. Nhưng mà thật sự là trông thế thôi, chứ nó cũng đéo là phải là một người dẫn dắt tuyệt vời gì đâu. Thực sự nó cũng là một người, nó chỉ gọi là có cái không khí đấy thôi, chứ thực sự là nó cũng dẫn Atom đi vòng quanh cái mê cung này một vòng lặp 3 lần rồi. Thì yeah, đại loại là chúng ta sẽ phải nó sẽ không bao giờ theo như kế hoạch đâu, không bao giờ. Chúng ta sẽ phải có một câu chuyện gì đấy nó nó có ý nghĩa hơn nhỉ, chứ không phải hôn nhau bồm bồm được. Chị chảy sắp chảy ra thành nước đến nơi rồi các bạn. Bạn ạ, các bạn thấy Atom với mất mỉ phong cách chiến dịch tạo nét đấy. Chiến dịch phong cách nạn nhân đấy, úi đồ. Mình phải chống đẩy rồi. Ok. Bạn cũng phải nên tập luyện hàng ngày đi bạn. Mò mềm kiểu tao biết bọn mày. Không đến đây vì tao. Mang pate cho tao ăn đi và hãy kệ tao. Oh my god. Mà mẹ không chơi thì con tháp chơi nhỉ. Chắc là con tháp xinh nhỉ. Hai bé xinh và trưởng thế thực sự. Rồi, tớ mệt mỏi quá. Được rồi. Mệt mỏi rồi các bạn ạ. Cười quá nhiều mới mệt mỏi hết. Mình nên nghỉ một tí các bạn ạ. Nghỉ cơ mặt tí. Mỏi nhá. Really?
Ready. Ôi giời ơi. Hello. Hả mẹ? Vì nhí chứ mới gặp hả? Đấy chứ. มันรู้ตอนแรกเราว่าจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยเนี่ยชวนเรามาเพื่อที่จะโอเคครับสวัสดีครับไปทิปดีไปทิปเดียวต้องนายทำไงดีนะขอโทษขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนายทำไงดีเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอัปดีอุ้ยมาทำอะไรวะซ่าถอดเสื้อโอ้ยะบ้าเหรอนายเป็นถอดเสื้อต่อหน้าเราได้ยังไง Oh my god แค่นี้มาหัวกึ่งทำอะไรกึ่งnày cái này hơn những thứ cưng cưng đang mong đợi còn gì. Em ơi thực sự là sao lại em nói đâu hả? Mình tưởng là người ta thường thích này bác chào Giang ạ, cho nhiều hơn là người ta càng thích chứ cậu. Giang à, mấy sao mới lại cái đông hải chiều hoa này. Em biết sao được hả? Thế mày biết vì cái gì chưa? Vấn đề không phải là lúc nào, mà là vì điều gì. Mày chưa trả lời được câu hỏi đấy. Chưa đâu. ทำไมนายชอบแกล้งเราอ่ะถ้านายจะแกล้งเราอีกนะวันหลังอ่ะก็ไม่ต้องชวนมาแล้วก็ได้พี่กับเราคนเดียวเหรอจริงจังอ่ะ chỉ là có với mình là chính là nghiêm túc trong mối quan hệ này thôi hả? Thế phan rồi còn gì? Đang rồi. Ủa cơ. Khi điện phan rồi à? Đây nhà con tháp má ơi. đuổi căng thẳng ra khăn khỏi căn phòng của chính mình nhỉ? Ơi, Tom, cái hôm này, giờ nó bay cái đấy. Giờ nó mới phòng này. Tom, đây mềm mở quá. Anh tôi không hiểu, tôi không hiểu. Tại sao? Tại sao? Khi người ta cho mình hơn mình lại không muốn hả? Ủa? Tự nhiên nhảy đến ngày hội thể thao vậy? Bắp đừng nghe mấy em đi. Thôi thì phương của mình mới mà đây hả? Lâu lắm anh. ผมคู่เองครับผมคู่เขาเองน้าวต้องอยู่แช่แต่ก็ว่าที่สุดมันง่ายอยู่มันเรื่องอะเยอะmình sẽ luôn muốn được người khác cho mình nhiều hơn chứ. Tại sao Tom lại che mặt? Hay con Tom muốn gửi ảo cho mặt bạn? Nó như thế nào? Đúng không bạn? Các bạn thấy đi bình thường nhá. Chúng ta muốn mua giày, mình muốn mua một đôi Converse Chuck Taylor Plus 70 màu đen. Yeah.
nhưng mà xong rồi kiểu cửa hàng em đang có chương trình mua đôi này sẽ được một đôi y hệt màu trắng nữa đấy, và đồng thời có thể chọn hai chiếc dép tùy ý cùng một cái ba lô xinh xắn. Trời đất, chúng ta sẽ rất vui mừng mà đón nhận đúng không các bạn? Đằng này Atom lại kiểu không, chị ơi, em chỉ muốn lấy một đôi giày thôi, đôi giày màu đen mà mua từ đầu ấy. Chị đừng bám theo em nữa. Là sao? Là sao các bạn? Không hiểu. Nó không hiểu. Đồ gì vậy? Tìm này, mà nói ngay nè, lâu bỏ bánh mì về nó khô bên tuần rồi nè. Lâu có bỏ bánh mì gặp bánh mì gần. ว่าเราจะไม่ให้ตอนไปคู่ใครถ้าไม่ใช่เราอุ้ยโอ้ยโอ้ยเอาละค่ะถ้าเกิดนักกีฬาทำที่ถูกตาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้สตาฟเข้าไปสุขาก็ถ้าประเดี๋ยวเหี่ยวเฮิร์นหรือได้ก็ว่าđôi New Balance mình thích. Dạ, hôm nay có thăm rồi. Nguyên nguyên hay mình trong trong bàn. Áo là hả, ta rút tỉ pháo nào, rõ quan trên thân nhà nghỉ nha. Lên to. Giống 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 gì là Last Twilight nhỉ, cảnh mà Jimmy với C Adam Jimmy với buộc tay hay buộc chân với nhau chạy đấy. Hôm nay thì mới phải làm các bạn không đồng điệu, ta không hề đồng điệu. Ngắn đang hết thời gian nè. ได้น้ำหนึ่งสองนะลองดูค่ะว่าเขาจะลุกขึ้นได้แล้วเรียบร้อยเริ่มออกสตาร์ทวิ่งไปต้นไปแล้วค่ะวิ่งออกแล้วสีแดงของน้ำเป็นเรียบร้อยค่ะchơi mấy trò này ít khi mọi người đứng nhất lắm. Chúng ta sẽ hay kiểu chúng ta không chiến thắng cuộc thi. Mấy kia đi học trải mái này. Như chúng ta chiến thắng trong lòng nhau ấy. Bóng đập vào mặt cậu nào. Cưng thấy đội mình đang thua. Hát đâu? Hát có xem quái đâu mà như bạn bạn tiểu phẩm làm gì? Bánh mì. Bánh mì
มาพอดีเลยอ่ะจอยอันนี้ไม่ลงไหนจริงแต่เราจอยยังไม่ลงเสร็จรุ่นนี้ให้เราจอยให้หรอพานุน้องไกลไปไปมันมันหนีชนกึกรอนะช่วงแบบไม่ไม่เงเดี๋ยวดูแล้วไก่อุ่นเลื้อยหน่อยจังไหวเลยวันนี้มัดหี่ไม่สบายหรือเปล่าทำไมเจอฮาคุณหนูไม่มีแรงเลยเสียงก็แข็งก็ไปเรียนเราก็เป็นหนีแล้วเออเอ็มล่ะกุ้มถูบ้าบี้ไงไม่ใช่เราแล้วมันแข่งแบตจะทำยังไงดีเนี่ยแบตอะไรอ่ะแบตผู้ผสมที่เราลงด้วยกันไงเราได้ยินว่าผู้แข่งเราอ่ะเป็นตัวจังหวัดด้วยนะแบบนี้ต้องแพ้แน่เลยแบบบุเบบาบี้จริงอ่ะแค่นั้นแหละมิงเสือเกาล่องนะมันก็เป็นอันเกาล่องมาเมงไก่ชาวะหมูกว่าชึงนาวเยอะแล้วภาพดีแบบมีเทปอยู่จริงจริงจึงด้วยกับบ้านเนาะแชร์กองทัพแข่งบาสเราชิงป่ะไม่อ่ะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันใช่ไหมเดี๋ยวจะโดดตัวทุ่มบอลก่อนก็ว่าเปล่าเลยวันก่อนในกองทัพมันมาปรึกษาเราเรื่องอะตอมอ่ะก็ไม่เห็นอยากรู้เลยไหนก็เบี้ยนไหนต้องลำสีก้มปรึกษาเรื่องอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้เล่าอะไรละเอียดหรอกแต่มันดูจริงจังกับตอมจริงๆนะกองทัพมันไม่เคยคบใครอ่ะบางอย่างมันเลยไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไงโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตอมมันอ่ะเป็นคนอ่านความรู้สึกไม่เก่งเวลามันจะทำอะไรอ่ะมันเลยคิดมากกว่าคนอื่นเยี่ยน้องงี้ซะทีเดียวใช่ไหมบ้างน้องงี้เกี่ยวกับความกดเนี่ยทำไมมั้งเฮียไปโกนเลยนะหมดเดือดที่ไหมมั้งหมดเดือดที่อยู่ไปไปไปไปเจอหมดซื้อก็เถอะมันแหวเนี่ยเชยโบโมนเกี่ยวใช้สร้างกว่าเกาล่องเหรอไม่เป็นไรนะมันนี่อย่าเมื่อ25เข้าเชยเกาไม่งี้ chúng ta vẫn có thể có khả năng gỡ được đấy trừ 1 điểm trừ 2 điểm bé đã âm điểm trong mắt của Hap ok đâu mà nói mà nó đang ngồi ui 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 mệt rồi
แบกฮักขวาเลยแกซวยแน่เบสที่มือโคโรซังไงเยอะ giờ tao lấy đeo lấy chảo để chiên trứng được không? Tao lấy chảo lấy cầu lông luôn. Sau khi thắng bọn mày, tao sẽ lấy chảo đập đầu bọn mày. Có thấy hát đánh quả đén nào đâu? Đám cưng, câu chuyện cả hai đôi cân đôi đám cưng ấy, kiểu cái vấn đề nó đơn giản thôi nhưng mà kiểu về loại nó cưng á. Bánh mì, bên à là nó vào. Kẻ đàn không anh à? Bánh mì. Hà bị kẹt ở đâu chứ mày? เราจะเขียนมัดหมี่ทำไมอ่ะก็เราเป็นเดอะฮาร์ปนี่เราเป็นผู้หญิงถืออ่ะไม่ใช่คนหน้าทะนุถนอมแล้วแล้วเดอะฮาร์ปไม่ดียังไงอ่ะเป็นฮีโร่ที่เราชอบที่สุดเลยนะโอ้ยสวยโอ้ยจริงเหรอจริงสิแล้วพัดหมี่ที่เรารู้จักอ่ะเป็นคนแรงเยอะชอบปกป้องมันอื่นแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นทำไมเราเดาเราเทสต์ตื่นเดาเราชอบที่พัดหมี่เป็นแบบนี้ได้ไหมได้เชื่อครับแบนให้เราจริงมิ่งเถอะนะทำไมมิ่งเหี่ยวล่ะมิ่งเหี่ยวอีกว่าฮาร์ปอ่ะได้ล่ะก็คงไปต่อ ra là một người khác yeah cậu hay là chính mình thôi cậu cậu không cần chùa trải mascara khi gặp mình cậu hãy để mặt mộc hả? Vân Nhi. Ok. Vân Nhi kiểu quá rồi nè. Không. Cậu có tông khẩu trái háo rồi nè. Không cần cố gắng trải mascara đi gặp mình đâu. Lỡ ôi chinh chinh. Vân Nhi có chơi chơi để háo không? Cậu có. Để háo có lại chơi dính lo lạc cho nàng nữa nè. ว่านะถ้าฮาร์ปชอบเดือดฮาร์ปขนาดนั้นเราจะเป็นที่เองนะคะหมดแล้วนะยังนอกจากว่า một cái này cái sự phát triển của ฮาร์ป với mắt mỉ nhẹ nhàng nhỉ hay chứ. Ủa ôi, phát cuối rồi các bạn ơi, phát cuối rồi. God, chúng ta biết là có gì ở đây mà. Yeah, yeah, yeah. Oh my god. Oh my god. Ui. Ui. Chúng ta nên nhớ rằng không, có lẽ tập 8
tức là ý là có một nụ hôn đúng không, sẽ có nhiều hơn nữa ở những tập sau, và oh my god, có lẽ là những cái nụ hôn sau mình nghĩ chưa biết nụ hôn như thế nào, nhưng mà có lẽ là càng về sau nó phải càng cháy chứ đúng không. Ủa? Ủa cưng? Con tổng bài nào hấp gặp cưng ngang nó hấp đen nó hấp đủ đi 15 to 36 Tâm lý bất ổn nè. Đi kiểu nè, đón nó lộn giáp đi khoai điều nè hấp. Mày, cưng lại nè, là một lúc nè hoa. Đi kiểu nè hấp, cái kè kè lên đi mày. Trần án tâm lý sắp bén nè. ไหนบอกว่าเป็นนางฟ้าโรงเรียนไงทีมนู้นทั้งโรงเรียนทั้งทีมเลยงั้นเอางี้ท่านนายถ้าไม่ฉีดเราชนะได้โอ้โหเราให้นายขออะไรก็ได้อือ อะไรก็ได้เลยcác bạn bỏ ơi vui xinh đừng hỏi. Các bạn đã xem cái ảnh mới của Phốt, nó cắt tóc kiểu ngắn chưa, kiểu kiểu IV sao ấy đây. Trời ơi god, thực sự điều gì chưa? Ủa sao mua con tháp chơi vậy các bạn? Bé bạn con tháp đâu? Motion nè, có gì hay nè. Chạm à? Ok. Cảnh đông người rồi đấy các bạn. Có gì đâu. Ôi trời. Em trong mắt bé lo lắng chưa? Sao lục, luôn là lòng mà. Điều đó không quan trọng đúng không? Trong kiểu
trong tim mình cậu vẫn là số 1 à. Ôi ôi. Cái tâm trạng vậy. เห็นข้าวปั้นบอกว่านายคิดมากเรื่องเราเหรออุ้ย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 เอวจังหวะน้องเงี้ยกิ้วใครคบแข่งก่อนเลยก็มีอะไรจะปรึกษากันตลอดก็มีอะไรจะปรึกษากันตลอดแล้วมันให้คำแนะนำเรื่องอะไรบ้างมันก็บอกว่าของบางอย่างไม่ใช่ว่าต้องทำเมื่อไรแต่ต้องทำเพราะอะไรมากกว่าตอนแรกเราไม่เข้าใจหรอกก็ลาไปดูสิแต่ว่าตอนนี้เมื่อเรารู้แล้วฉันเลยดีฉันเลยดีที่ผ่านมาเราแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะมีจูบแรกดีโอ้แต่ว่าตอนเนี้ยโอ้ยอะไรอ่ะมาทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากรอแล้วโอ้สาวอะไรกิโอ What อย่ารอแล้วแล้วแต่ว่าตอนนี้จูบแรกดีแต่ว่าตอนนี้นายมาทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากรอแล้วจริงเก้าดักกัดงางจังซีนี่ได้ยังไงไม่หมุนเท่าไหร่เนื้อถ้าเป็นอะตอมจะเป็นที่ไหนเมื่อไหร่ไม่สำคัญแล้วน้อยเหี่ยวชื่อน้อยรัดเหี่ยวเลยจริงๆอะรูปสุดท้ายอะแล้วลองไหมเย้ดูได้จริงจังนี่ก็แปลว่าแปลว่านายชนะไงทีนี้เนี่ยนายจะขออะไรเนี่ยความอ่ะเอื้อดีก่อนเล่นเหยื่อพอกดีข้าวคาดเดียวสิขออะไรก็ได้เลยหรอดีกงเนื้อขอได้ยากเลยโอ้ยโหจะว่าไป1ปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคนเกี่ยวสไปเดอร์แมนเขาไกว้งึกเดากันยังเริ่มตั้งแต่อกหักครั้งแรกสารภาพรักครั้งแรกซ่าสวยมีแฟนแม่งกูติดโอ้ยแม่งแขวนเต้โอ้กูสิกิ๊กโอ้ยกิ๊กวะวะวะแกสิกะแบตใช่มัดนะของเราสองคนแบตสิแขวนเด้อันใหญ่เกาแถวแขวนเด้อันใจมีนายดูเขามันเป็นแบบนี้เองโอเคได้เลยสิโอ้โถโอ้ย my fucking godอุ้ยนี่อุ้ยตาอุ้ยอุ้ย
Nói chung là kiểu cháy nhà. Yeah, mình nghĩ không, mình nghĩ nó sẽ tăng tăng cấp độ dần. Nó biết cách tăng cấp độ đấy, vẫn khủng khiếp nha. Có một vài chứ không phải là làm khi nào mà làm video gì, hiểu chưa? Chính xác. Chúng ta còn thế nghĩ quá nhiều về việc khi nào. ฉลองวันเกิดให้ได้ อันนี้ได้วันเกิดเข้าบ้านเหรอวันเกิดเราเองนี่แหละทำไมวันเกิดไหนไม่บอกอ่ะไม่มีวันไหนสำคัญกว่าวันเกิดไหนอีกแล้วเข้าบ้านที่ไหนอยู่ที่เราก็เป็นของขวัญพิเศษสำหรับเข้าบ้านละเข้าบ้านละบ้านกูฮาร์ดมั้งเนี่ยดับแบบอ๊อกอังเปล่าดองไม่ใช่หรอนี่ดีนุ่งโอเคโอเคเยอะเยอะเยอะโอเคtập hôm nay con tháp đã trả lời câu hỏi có một vài thứ không phải vì khi nào mà là vì điều gì, hiểu không? Bé nghĩ quá nhiều, bé luôn nghĩ về việc gọi là khi nào thì chúng ta nên có một nụ hôn đầu tiên với Atom. Nó nghĩ quá nhiều và đến một lúc nó nhận ra rằng không, vấn đề không phải nằm ở chỗ khi nào, mà nó vấn đề là chỉ cần đó là Atom thì bất cứ khi nào, tức là nó sẽ luôn, ý là nó sẽ không cảm thấy khi nó nhìn thấy Atom mà nó sẽ muốn lao vào hôn ngay, nó không muốn chờ đợi nữa. Thật sự amazing thì đó. Một cái gọi là sự gọi là gì nhỉ, discovery ấy. Một sự khám phá ra một cái địa hạt mới của bé trong cái hành trình bé nghiên cứu tình yêu ấy, của con tháp. Thì chúng ta đấy, chúng ta không nên chờ đợi, à không phải, chúng ta kiểu khi nào chúng ta cảm thấy mà chúng ta không chờ đợi mà chúng ta muốn lao vào thì đó chính là lúc. Chưa? Còn các bạn nào mà kiểu vẫn lưỡng lự kiểu nhé, mình cũng chưa muốn hôn hôn nó lắm ấy, tại vì kiểu bạn ấy nói là bạn ấy đi Audi A8, nhưng mà những lần gặp thì bạn ấy toàn bắt taxi à, thì mình cũng chưa chắc lắm ấy, thì mình nên suy nghĩ thêm để đấy. Thế nên là đéo chín mùi một tí nào. Thế như con tháp, bạn ý đã trả lời được câu hỏi đấy và chúng ta không chờ đợi nữa. Chúng ta ở trạng thái muốn lao vào hôn bé thì đại loại là ở bất cứ lúc nào đấy, thời gian nó không quan trọng. Thực sự chúng ta có thể hôn nhau, chúng ta có thể đang ở cái bãi rác đằng sau của quán gà rán KFC, nhưng mà chúng ta thấy bé hút một điếu thuốc rất cool ngầu thì chúng ta muốn hôn thôi. Chỉ cần đấy là bé. Ủa sao Atom hút thuốc vậy? Chắc là bây giờ Atom lớn rồi đúng không các bạn? Mình đang picture hai bé ở giai đoạn sau đại học, ok, ở trong một cái bãi rác mà kiểu hương phấn, đèn điện nó nhấp nháy. Nói chung là kiểu bọn nó hôn nhau thì vẫn rất cháy. Các bạn là tại vì mình bị cuốn trên máy phốt đi và dư mà có bị che nha, thế nên là đương nhiên nó sẽ không cháy bằng việc nó hôn trực tiếp, nhưng mà việc mà chúng ta đang thấy là nó đang nâng dần cấp độ thôi, chúng ta sẽ thấy nó sẽ cực kỳ cháy, mình nghĩ thế, ở những nụ hôn sau.
Không, tôi nhớ trên trailer mà nó có nụ hôn ở pháo hoa cái gì đấy cơ. Nói chung là cái này mà nó hôn nhiều đấy. Ở một điều đó mình muốn nói là trời ơi các bạn, God, mất điều nói trời. Các bạn xem cái ảnh mới của Phốt Nadawat chưa? Cái ảnh mà bé cắt tóc ngắn ý, bây giờ nó lại tóc ngắn rồi. Oh my God. Nó kiểu như là ấy, nó để tóc giống Jimmy ấy, Jimmy Jimmy Jita Pong ấy, Jimmy C ấy các bạn. Bây giờ nó kiểu Ivy League hay sao ấy, kiểu đấy, phải kiểu đấy không? Kiểu like cảm giác như là thề luôn, tức là Post ấy nó có thể vừa baby mà nó có thể vừa daddy, nó có thể mix, nó thích cái kiểu phong cách nào ở thời điểm nào, ở bất lúc nào thì nó muốn cái kiểu cháy vãi, cái visual nó kiểu bị cháy ấy, ở kiểu tức là mình rất cuồng những cái bé có thể làm được điều đấy nhá, kiểu baby kiểu xong vậy chuyển daddy, hiểu không? Nha các bạn ơi, chúng ta đi siêu thị đi, chúng ta sẽ đi shopping và mua một cái tạ tay. Chúng ta tập, nói chung là rất là baby, ý là nó có thể đảo cái không khí kiểu God. Bé thực sự là thế luôn, xem cái anh nó để cái tóc đấy thực sự là bé 20 tuổi hả? God. Ok.